Phần cuối của bản tin, mời quý vị cùng đến thăm Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, nằm cách trung tâm thành phố Trà Vinh 50 km về hướng Đông Nam. Đây là ngôi thiền viện thuộc thiền phái Trúc Lâm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử, nơi đây còn là điểm nhấn du lịch của vùng Duyên Hải, đồng bằng sông Cửu Long. Với diện tích gần 10 hectare, Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh nằm cạnh bờ biển Ba Động, hướng về Biển Đông, có địa thế đẹp tại đồng bằng sông Cửu Long. Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh được thi công trong 2 năm và khánh thành vào ngày 31 tháng 1 năm 2016 với các hạng mục như chính điện, nhà tổ, lầu chuông, lầu trống, tam quan, tôn tượng Quan Âm Lộ Thiên. Các công trình được bố trí hài hòa với thiên nhiên. Kiến trúc này thì được xây dựng theo cái mô hình là Phật giáo Việt Nam. Kiến trúc rất là độc đáo, gỗ thì gỗ lim được nhập từ nước ngoài về do những cái nghệ nhân lành nghề ở đến từ Bắc Ninh chạm khắc xây dựng. Kiến trúc nhìn vào chánh diện thì chúng ta thấy nó rất là yên tĩnh và nó uy nghiêm. Được du khách thập phương và những người dân địa phương cũng như cùng với lãnh đạo địa phương thường xuyên đến đây để rồi thắp nhang cầu nguyện cho quốc thái dân an. Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh đang giữ nhiều kỷ lục trong số các tự viện Phật giáo trên địa bàn tỉnh, như ngôi chùa gần biển đông nhất, toàn bộ các kiến trúc gần với truyền thống dân tộc, có ngôi chánh điện, tượng Phật, tượng Quan Thế Âm to nhất, đại hồng trung, giảng đường có sức chứa, khoảng sân phía trước chánh điện rộng lớn nhất. Với những giá trị mang tính truyền thống của thiền phái Trúc Lâm, giá trị về nghệ thuật kiến trúc, về cảnh quan môi trường, Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh đang là địa chỉ hành hương Phật giáo và là địa chỉ du lịch tâm linh thu hút Phật tử, du khách gần xa về tham quan, vãn cảnh, chiêm bái Đức Phật và hướng lòng mình trở về với cội nguồn dân tộc hào hùng.